Hello, xin chào bạn David cũng như là đại diện cho công ty thu mua cây mì ở bên nào nhá. Cái rẫy của mình đang quay đây chính là cái cây của mình sẽ cung cấp cho anh em trong thời gian tới. Và các bạn biết này, giống đây là giống xanh này, nhìn toàn bộ lá không có bệnh nhá. Đấy, mình quay như thế này anh em nhìn cho kỹ này. Giống mì xanh KM140 đấy, không có bị bệnh. Đấy, thân thì nó sẽ trung bình nó như thế này thôi nhá. Cây thì nó cao theo yêu cầu của anh em, có hai loại, một loại mét rưỡi, một loại mét ba. Một cây thì nó có hai thân, thường là hai thân, và có những cây thì bốn thân. Ở đây thì đều là những loại thân tốt hết. Đây là do là nhà mình trồng đứng này anh em ạ. Mình trồng đứng thì là nó sẽ lên được hai thân đến ba thân. Đây, đây là cái cây trồng đứng. Cây mì trồng đứng thì nó sẽ lên được 2 đến 3 thân như này. Đều cây này đều được đạt được tiêu chuẩn giống hết. Cao lên trên này thì nó sẽ lấy cho các bạn là 1 mét rưỡi nhá. Còn phần đa là nó như thế thôi. Đấy. Lá không bị khảm nhá. Giống mì xanh là không bị khảm. Đấy, bà con nhìn cho kỹ nhá. Anh em nhìn cho kỹ nhá. Đôi khi có một số cây đột biến là nó nùn như thế này này. Cái nùn như này thì thôi, mình tiêu chuẩn giống thì mình không muốn lấy. Mình sẽ lấy những cái cây theo tiêu chuẩn giống cho anh em nhá. Đấy, mì xanh. Đấy, anh em cứ yên tâm, quý công ty cứ yên tâm. Khi mình đã làm cho quý công ty thì mình phải chọn những cái giống sạch bệnh, không khảm nhá, không khảm lá đâu anh em nhá. Đây, chỗ nào nó tốt lắm thì nó sẽ được như này thôi ạ. Còn lại bình quân thì nó cũng lên tới 1 mét là nó mét mét hai là nó đã ra nhánh rồi. Đây mì nhà mình canh tác trồng đứng kỹ thuật cao, phân do nó đài nó nhiều nên là nó sẽ lên được cao. Cái này là hết cỡ, nên mình để 2 năm thì nó sẽ lên cao được chút nữa. Còn lại bình quân cái này là 10 tháng này, 12 tháng này. Đấy, cây như này đã được chưa công ty? Rất là nhạt mắt nha. Đấy, nhạt mắt. Rồi, ok.